Dòng R3 thì nó tối giản, tích hợp tối giản hơn, nên là các bác sẽ không thấy rườm rà những cái hiển thị nhiều, nó chỉ là hiển thị số đơn giản thôi, càng đơn giản là càng ngon. Đây là tiếp tục đó là siêu phẩm của Sony, đó là Sony R3 nha các đẹp, xuất sắc nha. Em đã mở nắp sẵn cho các bác hết rồi, có khiển zin theo máy nha. Đây, mặt đẹp không tì vết, những dòng này dòng đời cao cấp nên là tùy những con rất là kỹ. Phía hai bên hông là ốp gỗ piano và vân nó là vân bông bông nha các bác. Đây còn cả tem Sony R3 rất là mới. Phía trong nó sử dụng những cấu hình và linh kiện rất là cao cấp, các bác thấy những ngôn tụ trợ kháng rất lớn và một cái tăng phô vuông rất là bự nha các bác. Bộ cơ cọc khủng long bò chúa của dòng R3. Đây, phía trên nóc con này giá 26 nha các bác, bao gồm phí ship nha. Cực kỳ sang trọng, thiết kế rất là đơn giản mà tốt lên là vị rất là sang, thuộc phân khúc 2E. Sony R3 đứng trên top của 37SG một tí nha các bác. Đây, bóng lưỡng luôn nha. Điện 100V nha các bác. Nói về chất âm những dòng này tuyệt vời rồi. Trang bị phía sau là đầy đủ tất cả các cổng nha, như là ba lăng này, AV này, đầy đủ hết. Series là 200389 nha. Da bao 100V. Bạn nào yêu thích con R3 này thì alo cho em nha. Là em mở nắp sẵn các bác cùng xem rồi, máy đang hoạt động nha, cực kỳ êm. Và em sẽ nét bài, có khiển hết nha các bác. Dòng R3 thì nó tối giản, tích hợp tối giản hơn, nên là các bác sẽ không thấy rườm rà những cái hiển thị nhiều, nó chỉ là hiển thị số đơn giản thôi, càng đơn giản là càng nhìn thấy thích hơn và không bị chán. Thiết kế của nó là độc nhất vô nhị của hãng Sony. Bán nào chốt thì alo cho em nha. Giá bao gồm phí ship là 26, chiên khoan đổ bớt 200.000. Đây là khe đĩa. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.